Khương chào bạn Phước Trung ở thị xã Hương Thị, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ha. Có đặt Khương cục mixer Max 04 và bạn Phước Trung đã chuyển khoản cho Khương hôm thứ Bảy lận, mà hôm nay Khương chưa gửi hàng được cho bạn đây. Khương chỉ làm clip này test và sáng thứ Hai Khương chuyển hàng cho bạn ha. Là bạn gửi chuyển tiền cho Khương đã nhận tiền rồi ngày thứ Bảy nha, Vietcombank. Vậy cục này thì Khương cũng nói với bạn luôn, nó không có bao nhiêu tiền nên nó không có loại 1, loại 2 gì nữa. Tại vì bạn đã biết rồi, Khương đã bán cho bạn cái cục thứ này và kèm các cái gắt, các cái dây qua âm ly, dây qua tivi, mà nó chỉ có mấy trăm ngàn đồng thôi, thì nó còn đâu có còn mà để loại 1, loại 2, loại nhái gì nữa, đúng không ạ? Và cái micro này là không có gửi cho bạn nghe. Cái này là bạn mua cục mixer Max 04 thôi. Khương chỉ gầm cái micro thấp tiền, Khương hướng dẫn cho bạn cái cách ghim thôi. Và đây là cái cách ghim dây của Khương chi tiết. Bạn có quên gì thì bạn cứ nhìn cái video cái cách chỉnh của Khương ha. Và cái nút trên cao nhất là cái nút mình lấy nhạc cho tivi đó, thì mình chỉnh nhạc trên đây. Còn nếu mình hát Bluetooth thì mình nhấn cái nút ngoài bìa nó ra chữ Moje, mình chuyển sang chế độ Bluetooth ha. Rồi mình rút cái dây cái tivi. Ví dụ đây là cái tivi nè, đây đang hát dây. Thì Khương khuyến cáo bạn nếu mà mình có dây thì mình hát dây, tại vì mình hát gia đình của mình mà. Dây thì truyền tín hiệu nó tốt hơn Bluetooth. Bluetooth có đôi khi nó xa quá, nó bắt tín hiệu, có lúc bị ngắt, xa quá thì bị ngắt, ví dụ vậy. Thì mình xài dây thì nó an toàn, nó không có bị ngắt. Và cái men này á, nó ưu điểm cho bạn á, là công sức á, nó quấn ra rất là lớn. Nhưng mà cái khuyết điểm á, khuyết điểm đây nó khuyết điểm luôn, là mình không có thu âm live stream được. Mình chỉ hát ăn nhậu ra lo kẹo thôi. Đó, hát ăn nhậu ra lo kẹo chứ mình thu âm thì nó không được ha. Khương nó gõ luôn, đó là khuyết điểm của cái Max 04 này. Và Khương đã chỉnh mặc định cho bạn tầm 3 giờ cái đường ga này ha. Khi nào mình thấy từ từ mình lên từ từ, tại tùy theo cái dàn lo của mình nữa. Nếu mà mình chỉnh mát luôn á thì nó quýnh có thể đứt lo của mình, nên Khương đã chỉnh thấp xuống sẵn cho bạn nha. Và bạn nhớ hai cái nút công suất ga này lên phải lên đều cho điều lo nha. Nếu mà hai lo phải điều lo, thì tốt nhất thì bạn chỉnh cái nút trên đây cũng được nè, trên đây cũng được ha. Còn bà Bluetooth thì Khương hướng dẫn cho bạn luôn. Khương rút dây ra, Khương về lại tiếp tục rút dây ra nè. Bây giờ là bà Bluetooth nè, rút dây ra ha, nhấn nút bìa, nó sẽ hiện chữ Bluetooth. Bạn tìm cái thiết bị là MBT để Khương cho bạn xem cái này thiết bị luôn, để bạn về nhà bạn tìm nhanh chút. Cái tên thiết bị của nó là đây, MBT nha, đã kết nối nè ha. Như vậy thôi. Rồi vấn đề cái phần lấy nhạc Bluetooth á, là bạn chỉnh cái phần nút dưới này nha. Ở trên này không còn tác dụng nữa nè, là không còn tác dụng nữa, Khương rút ra nè. Tại mình hát Bluetooth rồi, không còn tác dụng. Mình chỉnh cái phần nút kế ha. Tiếp tục ha. Đó, đơn giản như vậy ha. Đó, bạn xem cái video của bạn đi, xem kỹ rồi bắt đầu mình về mình nhìn vào cái cách chỉnh. Còn phần này là phần chỉnh chép nhạc của bass hát nha. Equalizer nè, Khương đang để mặc định 50. Bạn về bạn thích bass thì bạn tăng bass lên ha. Chỉnh cái này vừa ý của mình ha. Cái này Khương hiện tại là Khương đang để mặc định 50. Để bạn nhìn kỹ ha. Kiếm bài gì hát cho bạn nghe luôn chứ. Hát một câu luôn ha. Bài này luôn đi ha. Yeah, lại test cho bạn Phước Trung, thị xã Hương Thị, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Đây, để Khương dở cái camera cho bạn nhìn cái loa nè, ví dụ nè. Đó, cái loa Khương đang ngồi cách 2 mét nha. Bạn về thì bạn hát xa hơn nha, tầm 1 mét thì nó sẽ hú nha bạn, ít nhất là khoảng 2 mét. Hát một đoạn luôn ha. Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh dưới sương mù.
mà lòng anh vẫn say. Diện thù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu. Gặp anh trong cuốn này là mừng trong cuốn này. Khi chiến tranh còn gây tim máu lửa. Ví dụ vậy thôi ha. Đó, đơn giản như vậy. Và cái micro này thì nó cũng thấp tiền lắm. Sau này bạn có ủng hộ Cương thì ủng hộ ha. Nó cũng không có bao nhiêu tiền cái micro dây này. Clip của bạn đã 6 phút rồi. Thì Cương đã cho bạn coi hết đồ của bạn đó. Là cái bấm nhỏ nhạc chút. Cái mixer, một dây qua lo kệ âm ly đó, một dây qua tivi và một cái gắt Canon ga 6 ly. Cái micro thì không nha, micro không có nha. Micro để Khương ví dụ, Khương ghim cho bạn nhìn, đang Khương hát như bạn xem vậy thôi. Ví dụ chứ không có gửi micro nữa nha. Tại vì tất cả cái sản phẩm này nó có mấy trăm ngàn đồng thì micro nó thì Khương lỗ luôn rồi nha. Cái này nó vui, không có micro nha. Rồi một lần nữa cảm ơn Phước Trung ở thị xã Hương Thị, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế rất nhiều nha, đã ủng hộ Khương mixer Mark 04. Và Khương đã nhận tiền thứ bảy nha, hôm nay nha. Nhưng mà thứ hai Khương mới đóng đi nha. Tại Khương nhận hôm nay thứ bảy nhưng mà chủ nhật bưu điện không có làm việc. Khương nói gõ luôn nha. Rồi cảm ơn rất nhiều.